Bản tin lúc 18 giờ ngày 27 tháng 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến chiều 27 tháng 5, đã 41 ngày Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng, bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19. Trong ngày có 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 19, bệnh nhân 52, bệnh nhân 291, bệnh nhân 295, bệnh nhân 308 và bệnh nhân 324. Tính đến chiều ngày 27 tháng 5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân 91 đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tiên lượng còn nặng vì lưu lượng ECMO còn cao và nhiễm trùng phổi chưa kiểm soát được. Sau khi ngưng thuốc an thần, giãn cơ, bệnh nhân đã tỉnh, đã có phản xạ ho và cử động được các ngón tay, cơ hoành và các cơ khác còn liệt. Phổi bệnh nhân cải thiện thêm một phần để duy trì oxy máu. Lưu lượng ECMO giảm từ 4,5 lít một phút vào ngày 22 tháng 5 xuống 4 lít một phút vào ngày 26 tháng 5. Về chức năng thận, bệnh nhân đang lọc máu liên tục. Ngày hôm nay sẽ ngưng lọc máu liên tục và đánh giá tiếp chức năng thận. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 9.734, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 59, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.535, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 2.150.